Đúng 20 giờ 30 phút tối ngày 25 tháng 3 năm 2023 vừa qua, nghi thức tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và tất cả các tỉnh thành khác trên cả nước. Qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, cả nước đã tiết kiệm được 298.000 kWh điện, tương đương với số tiền khoảng gần 556 triệu đồng. Tuy sản lượng điện tiết kiệm được trong 1 giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất không nhiều, nhưng trên hết, ý nghĩa giờ trái đất không chỉ dừng lại ở con số này, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cộng đồng trong tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 có chủ đề là tiết kiệm điện thành thói quen. Bộ nhận diện năm nay mà Bộ Công Thương xây dựng và được EVN tuyên truyền rộng rãi mang ý nghĩa không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong vòng 1 giờ đồng hồ, mà mỗi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp cần phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen.